sẻ ước mơ du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương. Thì trong chương trình hôm nay chúng ta hãy cùng bạn Cách Vi, du học sinh từng du học Úc, bây giờ bạn đã chuyển hướng sang du học Mỹ, và hãy cùng tìm hiểu xem tại sao Cách Vi lại chuyển sang du học Mỹ các bạn nhé. Xin chào Cách Vi. Dạ, em chào chị. Thì Cách Vi có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của em cho các bạn biết được hay không? Dạ, em xin giới thiệu, em tên Phạm Trần Cách Vi, năm nay em 29 tuổi. Thì em thì lúc trước em đã từng học đi du học ở Úc một năm, và sau khi em du học ở trường cao đẳng Hotel Management tại Úc, thì sau khi em học ở Úc thì em thấy cái môi trường học của Úc nó không có năng động. Em không có được những cái thực tập từ nhà hàng, khách sạn, nên bây giờ em chuyển hướng, em muốn sang Mỹ, em học cái chuyên ngành khác. Và cái chuyên ngành em muốn học là ngành quản trị kinh doanh. Thì sau khi em học ở Mỹ, em hoàn thành 4 năm khóa học ở Mỹ, thì em sẽ trở về Việt Nam để em giúp ba em phát triển cái công việc kinh doanh hiện tại. Thì tại bang em học thì thời tiết như thế nào và có những cái điểm gì đặc biệt hay không ha Cách Vi hả? Dạ, cái bang em học thì em thấy cái thời tiết nó có thể là nó giống, gần giống như Việt Nam, nó có khí hậu ấm áp. Còn những cái bang khác thì em thấy đôi khi nó có những cái mùa mà nó rất là lạnh. Đó là lý do tại sao mà em chọn học ở Cali. Và em chọn học trường Fullerton. Em chọn học ở Mỹ là tại vì em thấy bạn em đã từng học ở Mỹ, và em thấy cái môi trường học ở Mỹ nó rất là năng động. Do đó thì bạn em mới tư vấn cho em là nên học cái ngành quản trị kinh doanh tại trường Fullerton. Thì ba em cũng khuyến khích em nên học ở Mỹ để sau này em có những cái kiến thức tốt nhất để trở về Việt Nam giúp ba em phát triển cái công việc kinh doanh hiện tại. Thì qua đâu mà Cách Vi biết được dịch vụ của Tân Đại Dương? Em thì chưa có bạn nào đã từng làm qua dịch vụ của Tân Đại Dương, nhưng mà em tìm hiểu thông tin trên mạng thì em thấy công ty Tân Đại Dương thì cũng có nhiều du học sinh đạt được visa khi mà làm việc với công ty Tân Đại Dương. Thì khi mà em coi những cái bình luận của những bạn đã từng làm hồ sơ ở đây thì em thấy cho em được những cái thông tin em rất là tin tưởng. Thì sau khi mà em tới với Tân Đại Dương thì em thấy mấy chị làm việc từ bé Hương cho tới anh Bảo Anh và những cái anh chị khác giúp đỡ cho em rất là nhiều. Em thấy được cái sự chuyên nghiệp ở đây nên là em càng ngày khi mà tiến hành hồ sơ em cảm thấy rất là tin tưởng. Em có ấn tượng với bé Hương là cái cách làm việc rất là nhanh nhẹn, giống như là cho em một cái sự tự tin là nói chung là cái hồ sơ của em nó tiến hành rất là nhanh, chỉ trong vòng một tháng cho tới một tháng mấy là đã hoàn tất rồi. Thì trước khi phỏng vấn thì em có thêm một cái tự tin là khi mà em gặp anh Bảo Anh đó, thì em cảm giác như là em muốn phỏng vấn ngay từ sau cái ngày mà em đã gặp anh Bảo Anh. Tại vì em cảm thấy khi mà mình tiếp xúc với anh rồi, anh cho mình cái cảm giác rất là tự tin. Mà mình tự tin đến nỗi mà mình muốn là ngày hôm sau mình phải đi phỏng vấn liền. Thì em thấy anh chị ở đây làm việc, cái cách làm việc rất là chuyên nghiệp, thì giúp được cho em rất là nhiều cho tới hiện tại bây giờ là em đã có được visa. Em cũng cảm ơn anh Khôi, anh Khôi cũng hướng dẫn và chỉ cho em rất là nhiều để trước khi em đạt được cái nguyện vọng để đạt được visa. Nếu mà trong tương lai có bạn bè hoặc là người thân của em muốn làm hồ sơ đi du học hoặc là tất cả các nước khác trên thế giới, thì em cũng tự tin một điều là em sẽ giới thiệu những anh chị nhân viên làm ở Tân Đại Dương cho bạn em có cái lòng tin để mà làm hồ sơ với lại công ty Tân Đại Dương. Thì Cách Vi đã vượt qua cái rào cản lớn nhất, đó là có visa Mỹ. Thì Cách Vi có thể chia sẻ cho các bạn đang chuẩn bị xin visa thì có thể làm sao có được mà thành công như là Cách Vi? Dạ, em thì lúc mà vô trước khi phỏng vấn thì mình cũng có nhiều cái cảm giác, nhưng mà cái cảm giác đầu tiên là mình rất là run, rất là sợ. Và trước khi mình phỏng vấn thì mình thấy được cái người phía trước của mình, đó là trước em thì có hai người rớt, thì em cảm thấy lúc đó tim em nó đập rất là mạnh và em cảm thấy rất là sợ. Tại vì mình thấy được như vậy thì mình cảm thấy mình không biết tới mình là sẽ như thế nào. Nhưng mà em cảm thấy là mình lúc đó mình nên là hít thở sâu và mình nghĩ tới những cái gì mà anh Bảo Anh đã nói, những gì anh Khôi đã dạy hoặc là anh chị ở đây đã cho mình cái lòng tin. Thì khi em trả lời thì em nhìn thẳng vô họ để em trả lời câu rất là dứt khoát. Thì sau khi mà em trả lời rất là nhiều câu hỏi từ người phỏng vấn thì em cảm thấy là khi trả lời xong thì mình cảm thấy mình rất là tự tin. Và khi em thấy là
Visa của em được đặt lên cái rổ của họ thì em biết là em đã đậu. Và không biết tại diễn tả cái cảm giác đó như thế nào. Thì bây giờ là mình đã vượt qua những cái khó khăn nhất để chuẩn bị hành trình cho một cái tương lai mới, đó là du học tại Mỹ. Thì Tân Đại Dương xin cảm ơn Cách Vi đã chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế để cho các bạn chuẩn bị đi phỏng vấn có thêm cái lòng tin cũng như là tự tin hơn trong quá trình phỏng vấn xin visa. Thì nếu mà các bạn muốn biết thêm nhiều chương trình cũng như là nhiều chia sẻ của các bạn khác, các bạn hãy truy cập vào website tân đại dương.edu.vn.